Chắc chắn sẽ làm cho trái tim của tất cả những tín đồ yêu cái đẹp phải rung động ngay từ giây phút đầu tiên. Với dòng chất liệu vải tech được dệt kim tuyến trên bề mặt, xử lý cực kỳ khéo léo, mang tới một sự dễ chịu, thoải mái và độ lên form lên dáng, chuẩn đẹp đến từng chi tiết cho các quý cô xinh đẹp của Melia. Với phần thiết kế cổ cao, đặc biệt là phối trắng ở phần cổ sẽ mang tới cho các chị em một nét đẹp thực sự mới lạ, pha lẫn chút cổ điển nhưng vẫn giữ được sự hiện đại và tươi trẻ. Phần tay của chúng ta sẽ có một độ bồng khá thoải mái, hoàn hảo để che giấu đi khuyết điểm chưa được thon gọn của các quý cô. Và điểm nhấn đầy tinh tế là một tác cài hoa trà được các nhà thiết kế tặng kèm sẽ mang tới cho các chị đẹp một sức cuốn hút khó cưỡng. Và phiên bản này của chúng ta sẽ được nhấn bằng một đường cúc ngọc trai được lựa chọn tỉ mỉ và đính kết thủ công. Điểm đặt eo cao kết hợp với form dáng bút chì cực kỳ dễ mặc và tôn sát đường cong cơ thể. Hai cách thức mua hàng quen thuộc nhé. Chúng ta có quyền kiểm tra hàng thoải mái và bên em free ship toàn quốc. Còn nếu như có thời gian, hãy ghé showroom của Melia để thử. Melia, mặc đẹp để thành công!